Con mời mẹ, mời anh, mời em uống trà. Dạ, cảm ơn chị. Ủa con gọi điện cho Ngân chưa? Dạ rồi, chắc cũng gần tới rồi đó mẹ. Kìa, nó về rồi kìa. Con chào nội, chào mẹ, chào Dượng. Ủa? Chào Ngân. Chào chị. Sao nội thấy vẻ mặt của con hình như mệt mỏi? Chắc là lo làm thủ tục giấy tờ du học cho nên mệt chứ gì, đúng không con? Con sao vậy? Có bệnh đừng có giấu Dượng nghe chưa? Dạ con không sao đâu Dượng. Con à, được đi du học á là một cơ hội tốt, con phải cố gắng nghe chưa. Nếu mà có thiếu tiền bạc á thì nói với mẹ, với Dượng hay là nói với chú Khôi cũng được nha con. Dù sao nữa thì mình cũng là người một nhà mà. Dạ con lo cho Ngân được. Mình là người một nhà, đừng có khách sáo nghe. Nè, đây là Thiên Ý, bạn của chú Khôi hồi nhỏ tới giờ đó con. Mà chắc hai người đã gặp nhau rồi chứ gì. Mà biết đâu tương lai sắp tới cũng sẽ là người nhà của mình. Con với Thiên Ý cũng biết nhau rồi chứ gì, đúng không? Mày nói cái gì vậy? Trời đất ơi, đó Thiên Ý, mỗi lần mà nhắc tới chuyện vợ con ha, là nó vậy đó, nó xấu hổ gì đó à. Dạ thưa mẹ, cơm con chuẩn bị xong rồi, bây giờ mình ăn được chưa ạ? Được, nè đi vô phụ dọn cơm với bác nha. Dạ. Thôi mình vô ăn cơm đi mẹ. Con không sao đâu. Ra bữa nay ngon rồi đó. Thôi bà cầm, qua kia nghỉ xíu đi. Cầm. Bà cầm. Cái gì vậy? Cái gì mà cái mặt dầm 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 vậy? Ai chọc tức bà vậy? Ai chọc tức? Thôi nha, đang bực bội đó. Bực bội gì? Tức chết luôn á. Cái gì vậy? Ủa không nghĩ sao mà ông làm vậy vậy? Ủa tôi làm gì? Kết hôn giả với Ngân. Ủa bà biết chuyện đó hả? Ừ. Ui, nhưng mà biết cũng đâu có sao đâu. Bà đâu phải là vợ hay là người yêu tôi đâu, tôi sợ, đúng không? Ừ. Thì tôi có lạ gì đâu. Người dân nước lạ thôi mà. Chuyện của ai anh ấy làm liên quan tới mình đâu. Nữa người ta bị gì cũng liên quan tới mình đâu. Tự nhiên bực bội chi mất công. Ui, nói gì mà giận, nói gì mà giận hả? Nói gì mà giận hả? Ủa? Mà có chuyện kết hôn giả tôi thấy có gì đâu bà làm mà mầm lên vậy? Tôi là tôi nghĩ cho ông, tôi không có muốn mà ông bị lừa gạt tình cảm, ông hiểu không? Nói chung tôi không quan tâm, miễn sao tôi thấy vui là được rồi. Nhưng mà kết hôn giả thì tôi luôn luôn được ở bên cạnh của Ngân, vậy là tôi vui rồi. Vui quá ha. Ừ. Thử coi vui được bao lâu, con Ngân nó sắp đi du học rồi đó. Ở bên cạnh. Bà nói gì? Ngân đi du học hả? Ngân đi du học, thủ tục sắp xong rồi đó. Ông bớt làm những chuyện tào lao không đâu rồi đi. Con tới rồi, chú về cẩn thận nha. Cảm ơn chú đã đưa con về. Chú muốn nói chuyện với con. Con không có gì để nói với chú hết á. Ngân, nghe chú nói đã. Chú buông con ra. Con không bị nói với chú hết á. Buông ra, buông ra. Nè, tôi nói cho anh biết, tôi với Ngân á làm giấy đăng ký kết hôn rồi nha. Ừ, anh nên cẩn trọng hành động của mình nha. Đi. Có thiệt là họ kết hôn hay không? Đến bây giờ chú hỏi còn có ích gì nữa. Nếu mà chú yêu Ngân á,
chú cứ dẫn Ngân đi đến một cái nơi xa nào đó, rồi hả sinh con đẻ cái đó, sống cuộc sống mà không ai phiền nhiễu gì hết. Chú nói chú yêu Ngân mà chú không có làm chuyện gì hết trơn á, thì thôi chú buông tay đi, để Ngân có hạnh phúc khác. Bực thì chứ, nàng con trai á mà tóc tai dựng đứng dựng đứng à, tay con gái người ta muốn nắm là nắm là sao? Thật... Cảm ơn anh Nam nhiều nha. Ừ, có gì đâu. Mà Ngân, Ngân muốn đuổi ông chú đi không? Ngân nói một tiếng đi, anh đuổi liền. Không cần đâu anh. Chú Khôi nhìn thấy tờ giấy kết hôn giả của mình, từ ngày mai tự khắc chú sẽ không tới nữa. Ủa, ông thấy vậy hả? Vậy ông có nghi ngờ gì không? Vậy là được rồi. Mai mốt mà ông có mặt ở đây nha, là biết tay anh. Anh Nam nè. Ừ? Chuyện của em á, em tự giải quyết được. Anh đừng có xen vô nữa. Với lại mai mốt trước mặt Cầm, anh đừng có nhắc tới chuyện này nữa được không? Trước mặt Cầm thì có làm sao đâu. À, hay là ý của em là nói anh nhiều chuyện rồi phiền phức? Em không có ý đó. Nhưng mà người anh cần quan tâm lúc này không phải là em, mà là Cầm. Anh nên trân trọng tình cảm của nó dành cho anh. Ủa là sao? Nè, con đừng có giận thằng Khôi nghe chưa. Dù gì chăng nữa, con Ngân á là con của con dâu của bác, cho nên á bác không muốn là để cho tụi nó nghĩ là bác hẹp hòi, làm sức mẻ chuyện tình cảm gia đình. Đâu có sao đâu bác, chú chở cháu về là chuyện phải làm mà. Con suy nghĩ thấu đáo vậy đó, bác cảm ơn con nhiều lắm. Mà cái thằng Khôi này nó tính nó vậy đó, đừng ai mà nói chuyện cứ hỏi hết á. Thôi bác không cần phải an ủi con đâu, con hiểu hết á. Tính của anh Khôi nào giờ con có lạ gì nữa. Thằng Khôi á bây giờ nó suy nghĩ chưa có thấu đáo, nhưng con yên tâm đi, đợi mai mốt á mà con Ngân đi du học á thì mọi chuyện sẽ thay đổi. Ráng chờ thêm thời gian nữa đi. Ngân đi du học thiệt hả bác? Chắc chắn mà, bởi vì chuyện này bác sẽ lo, cho nên á chỉ còn một thời gian nữa thôi là mọi chuyện á sẽ như ý bác muốn. Bác chỉ muốn con là con dâu của bác thôi. Con thật lòng cảm ơn bác nhiều lắm. Trước sau gì á mình cũng là người một nhà, con đừng có cảm ơn vậy hoài khách sáo lắm. Trời ơi, mày làm cái gì ở nơi khỉ ho cò gái này vậy Khôi? Đáng lẽ ra giờ này mày đang ngồi nhậu với mấy em xinh tươi rồi, chứ không phải là khiêng cái ông anh này sai sẩn đi về. Ngân. Ây, trời ơi. Ngân hả? Ngân đúng không? Ngân. Được rồi, bây giờ em sẽ đưa anh vô gặp cô cháu gái yêu của anh nha anh Khôi. Rồi, từ từ thôi nè. Từ từ, trời ơi. Ê, từ từ, từ từ, từ từ. Coi chừng té. Từ từ không anh. Rồi, rồi, xuống đây đây. Có chuyện gì vậy? Cô không thấy sao hỏi. Ngân nè, người yêu tôi đẹp không? Quá đẹp, quá xinh đẹp. Đẹp nè không? Chú ấy sao vậy? Cô thấy vậy còn hỏi tôi nữa là sao? Tự nhiên để chú ấy say xỉn vậy là sao? Nè, cái chuyện này là lỗi của cô á, do cô gây ra nên ông anh của tôi mới say xỉn như vậy nè. Lỗi của tôi hả? Chính xác. Đây nha, do cô là cho ông anh của tôi cũng sai xỉn, rồi ông bắt tôi chạy xuống đây rước ông về, rồi xong rồi giờ là không về được luôn.
rồi bây giờ làm sao về? Hai người đều sai như nhau hết trơn á. Thì đó, ở một cái nơi khỉ ho cò gái này, bây giờ gọi taxi cũng không có, bây giờ hai người xỉn, làm sao mà về được, đúng không? Đúng rồi, cái nơi khỉ ho cò gái vậy á, đâu có xứng đáng để mấy người giàu có ở đây. Vậy thôi đi về giùm đi. Nè, cô không thấy tình trạng như vậy hay sao mà còn đuổi tôi với ông anh tôi về? Cô đuổi về thiệt á hả? Về không anh? Đi về không anh ơi? Thức dậy. Nè, đi về. Buông ra. Ở đây một đêm đi, có gì sáng mai tỉnh táo rồi hãy về. Vậy phải được không? Sao chú lại tự hành hạ bản thân mình? Nhìn chú như vậy con đau lòng lắm, chú có biết không? Dạ, tôi thấy cô rất là yêu manh luôn nha. Tại sao lại cứ kìm nén rồi giấu giếm để như vậy, phải khổ không? Tại sao đang cơ hội tốt gì không đến với nhau đi? Đây phải chuyện của anh, anh thích thì anh đến đi. Dạ, cậu nói gì vậy? Cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra đây? Dậy, dậy! Nhanh lên! Cái gì mà sáng sớm mâm sầm vậy ông anh? Tại sao lại ở đây? Trời ơi! Ông anh không nhớ chuyện gì tối qua hả? Trời ơi! Người yêu tôi đẹp không? Đi về. Ngừng thấy cảnh này là không được đâu. Ăn gì không được. Trời ơi, sáng sớm bây giờ còn mệt lắm, ngủ chút nữa đi vậy. Đi. Chú sợ con thấy cảnh gì? Chú xin lỗi. Chú có biết suy nghĩ không vậy? Uống cho say xỉn vô rồi đến nhà người khác. Nè, cái này không phải là lỗi của ông Manh tôi đâu nha. Cái này là lỗi của cô á, vì cô mà ông Manh tôi mới say xỉn, mới ngủ ở đây á, rồi tôi cũng phải ngủ ở đây luôn. Lần này cũng là lỗi của tôi nữa hả? Chính xác. Cái gì anh cũng nói được hết vậy? Không phải, đó là sự thật, tôi chỉ nói là sự thật, đúng không? Tại vì cô mà ông Manh tôi mới uống say xỉn, rồi không thể nào về trong đêm khuya được, đúng không? À, cái anh kia, anh đừng có quá đáng nha. Quá đáng cái gì? Tôi chỉ nói sự thật thôi, có gì đâu quá đáng. Cô cứ hay vậy hoài, tại vì cô không, mọi tội lỗi là đều do cô. Tôi mới ngủ cái nơi khỉ ho cò gái này, cô biết đêm qua tôi ngủ tôi khó khăn lắm không? Vậy anh đừng có ngủ ở đây. Tại đó, thôi đi, đi về đi, đi 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 đi.
Cảm ơn cậu. Cậu lái xe của tôi về đi. Anh yên tâm đi, em không có nhiều chuyện đâu. À, mà giữa anh với cô cháu gái xảy ra chuyện gì hả? Em thấy hai người lạ lắm. Cô ấy đăng ký kết hôn với người khác. Kết hôn hả? Anh nghe cô ấy nói hay là như thế nào? Ngân đưa cho tôi giấy đăng ký kết hôn. Chuyện gì đây? Nếu vậy thì kế hoạch làm thằng Khôi rối trí trong chuyện tình cảm của mình sẽ bị phá sản chỉ bởi một tờ giấy. À, anh có chắc không? Hay là cô ấy chỉ đưa anh tờ giấy giả để gạt anh thôi? Cái chuyện này á, anh cứ để em lo. Bây giờ anh phải suy nghĩ lý do để nói với bác gái là về chuyện tối qua anh không về. Đừng để cho bác biết là anh gặp Ngân nha. Cảm ơn cậu. Cậu về đi. Dạ. Thiện Ý, là anh đây. Em có biết tối qua đã xảy ra chuyện gì không? Khôi đã qua đêm ở nhà Ngân. Liệu nó có đúng không? Anh đang giúp em mà. Em suy nghĩ cái gì vậy? Giúp em? Hay là... hay là anh thích cô ta rồi khuyên em đến với Khôi? Ý em là vậy đúng không? Biết đâu đúng như vậy thì sao? Cái cô bé đó không phải là gu của anh. Đơn giản anh giúp em là vì chúng ta biết nhau từ nhỏ và anh luôn xem em là em gái của anh. Nhưng mà dựa vào đâu mà anh biết được đêm qua anh Khôi ở lại chỗ của Ngân? Thiếu gì cách để biết. Nhưng mà anh khuyên em là anh nên sớm lấy Khôi đi. Nếu không, người mà em yêu thương sẽ rơi vào vòng tay của một người phụ nữ khác. Ngân, anh tìm em hả? Ngân ở đây mà làm anh tìm quá trời luôn á. Mà tìm em làm chi? Không thì không thấy nên tìm vậy thôi ạ. Anh Nam nè. Ừ? Cảm ơn anh chuyện đó nha. Trời ơi, có gì đâu cảm ơn. Nhưng này khách sáo quá vậy. Nam. Hả? Em nói anh nghe cái này nè. Hả? Em thấy là anh nên quan tâm Cầm nhiều hơn chút xíu nữa đi. Ủa thì anh cũng quan tâm Cầm mà. Không phải là quan tâm kiểu đó, mà là giống như là của một người con trai quan tâm một người con gái vậy đó. Anh cũng quan tâm giống như là người con trai quan tâm người con gái. Anh là con trai mà, thì Cầm là con gái cũng giống. Ê, anh đúng là con trai nha. Cái anh này, em có nghĩ gì đâu. Nhưng mà cô không phải là giống như anh đang suy nghĩ, mà là quan tâm khác hơn một chút xíu. Trên mức tình bạn á. Trên mức tình bạn á? Nó thẳng ra là Cầm thích anh đó. Cầm thích anh hả?
Rồi hồi đó giờ anh với Cầm là bạn thân. Hai người mà quen nhau chắc anh cười chết luôn. Bởi là mà gặp mặt Cầm với cái Cầm ơi, nhìn mặt em mắc cười quá. Thiệt thôi. Nói đi. Anh với Cầm mà quen nhau sao rồi đó? Em nói thiệt chứ không có nói giỡn đâu. Mà em thấy chuyện tình cảm với anh với Cầm á đâu có gì đâu mắc cười. Nè nha, con Cầm bạn của em á vừa xinh đẹp, giỏi giang, dễ thương, đáng yêu nữa. Nó thông minh lắm nha. Em mà là đàn ông á, em cũng yêu nó luôn. Ôi, không được đâu. Anh suy nghĩ kỹ đi. Tại vì anh thích người khác rồi. Vậy thôi, chuyện của anh với nó, anh tự suy nghĩ đi. Em làm công chuyện của em á. Ngân, Ngân, sao tự nhiên bữa nay kêu mình thích Cầm? Trời ơi, mình với Cầm mà quen nhau chắc ngày cự lộn cũng tám chín giác á, cự lộn sập trời luôn á. Ngân, nhà có mấy cây lá đâu mà nó rụng, tao nói ngợp trời, quét hoài cũng không hết nữa. Than hoài xuống số làm bà chủ thì khỏi than nữa. Hey, ai tung phải thú cưng, không có kêu kiểu đó được. Thôi tôi đi à. Ê, đứng lại coi. Gì nữa? Đâu bảnh tỏ ngay cha nội. Vậy mà bảnh à? Bảnh. Mới thường thôi. Bộ này là bộ xấu nhất trong cái tủ đồ của tôi đó. Thấy không? Chứ sao? Nó đi đâu vậy? Đi coi mắt. Cái gì? Đi coi mắt. Ủa, này không có cái túi à? Ủa, đồ mình mặc sao không biết mà? Không nhớ, mới mướn. Đi coi mắt. Coi mắt ai? Tất nhiên, trời, đi coi mắt hỏi coi mắt ai? Ủa, bà có hiểu từ coi mắt là cái gì? Sao không hiểu? Coi mắt là dựng vợ gả chồng. Đúng, tôi đi coi mắt nha. Từ nay tôi không muốn độc thân nữa, tôi đi à. Thiệt á hả? Chứ sao? Ông đi coi mắt thiệt á hả? Thiệt mà. Mới nghe qua nó như là một cái tiếng sét có đánh ngang tai tôi, nó sẹt qua. Ủa, bà buồn không bà Như? Buồn chứ. Tôi cũng có trái tim mà. Thôi được rồi. Con người ai cũng có trái tim mà. Thôi được rồi. Đừng có buồn nữa. Mạnh mẽ lên nào cô bác nha. Không có gì phải buồn hết. Tôi đi nha. Buồn. Sao bà buồn hoài vậy? Bà buồn cái gì? Buồn cho nhỏ nào xui lọt vô mắt của ông. Không ở chung với bà được luôn á, thiệt á. Sao vậy? Quế á. Quế gì? Nói cái đó là sự thiệt mà. Sự thiệt gì? Mới ngày nào bà tưởng tôi đám cưới, bà khóc lên khóc xuống, bà đau khổ, bà dằn vặt mắt, bà ngủ không được như một con gấu trúc. Ngày hôm nay bà đối xử tôi vậy, bà có bị dối lòng không? Đúng là lúc đó tôi buồn thiệt. Mắt tôi giống gấu trúc thiệt. Đúng, bà nhớ mà. Bởi vì lúc đó tôi suy nghĩ không có chín chắn. Bây giờ bà suy nghĩ chín chắn chưa? Bây giờ tôi suy nghĩ chín chắn rồi. Bà suy nghĩ cái gì? Cô nào đó xui lắm luôn mới lọt vô mắt của ông, mới làm vợ ông. Bà vẫn vô duyên. Không có một miếng duyên nào hết. Tôi nói cho bà biết, lần này tôi không hù nữa đâu. Tôi sẽ đi coi mắt. Lúc đó bà đừng có khóc, bà đừng có hối hận. Có gì đâu hối hận. Bà có cản tôi không? Có gì đâu cản, ông đi coi mắt mà. Chỉ là đi coi mắt thôi mà. Nhưng coi mắt nó sẽ dẫn đến đám cưới. Thì đúng rồi, coi mắt sẽ mới dẫn đến đám cưới. Nhưng mà từ chỗ coi mắt tới dẫn tới đám cưới nó xa lắm, ông biết không? Biết cái cô đó có chịu ông không? Báo cho Như biết, tôi sẽ rút ngắn khoảng cách lại, không coi mắt nữa, bắt ra ngoài đăng ký kết hôn luôn. Lúc đó bà đừng hối hận nữa. Ha, dám thách thức tôi hả? Ủa? Ủa, cha nội này nói chơi hay nói thiệt ta? Ồ, cậu ba mới về. Dạ. Làm cho tôi ly trà nóng. Dạ, dạ, vô tôi làm liền.
sao em lại ở đây? Ủa, anh không thích thấy em hả? Em theo dõi anh. Đâu có, em đâu cần theo dõi, em cũng biết anh ở đâu mà. Ủa nhưng mà anh đi xa về chắc mệt lắm hả? Từ khi nào em quan tâm đến chuyện riêng của anh vậy? Từ khi em trở thành người phụ nữ của anh. Em nói em không quan tâm chuyện đó, vậy tại sao em nói vậy? Tại vì em cảm nhận được tình cảm của mình. Em không muốn nhìn thấy anh yêu người khác. Ý em là sao? Tại sao anh không cảm nhận được tình cảm em dành cho anh vậy? Thì nghĩ, tụi mình biết nhau từ nhỏ, tình cảm của anh dành cho em chỉ là bạn bè. Đó là do anh nghĩ thôi. Em ở bên cạnh anh từ nhỏ tới lớn. Em đã chứng kiến cảnh anh hạnh phúc rồi đau khổ vì mối tình đầu của anh qua đời. Nhưng em đã hèn nhát trốn tránh, nhưng không thể nào quên được anh. Tình cảm của em càng dồn nén thì nó càng bùng phát dữ dội. Vậy tại sao bây giờ em nói với anh? Bởi vì em không muốn giả bộ tiếp tục là bạn thân của anh nữa. Anh có biết là mục đích em về đây là muốn thú nhận tình cảm của mình với anh. Nhưng mà không ngờ anh lại đi yêu người khác. Anh có biết là em hạnh phúc tới như thế nào trong cái đêm mà mình thuộc về nhau? Anh... Em không thể nào che giấu tình cảm của mình được nữa. Em biết là bây giờ anh khó có thể nào chấp nhận được. Nhưng mà không sao, em tin là mình sẽ có thể chinh phục được anh. Em, anh tìm nãy giờ á, anh thấy ở anh á, có trường đại học này tốt mà. Con qua đây học sẽ ổn. Nhưng mà anh chỉ sợ á. Anh sợ là Ngân chưa dứt bỏ được chuyện ở đây để toàn tâm toàn ý học phải không? Không, anh sợ là em nghĩ anh muốn đuổi con ra khỏi nhà. Em hiểu được nỗi lòng của anh và của mẹ mà. Mẹ cũng đã hiểu và thương em nhiều hơn trước rồi. Chuyện Ngân đi du học á là chuyện rất tốt. Em chỉ buồn là em không lo được cho con mà lại phiền đến anh. Con của em cũng là con của anh mà. Sao lại có chuyện phiền ở đây? Em xem nè. Khôi, ngồi xuống đi, mẹ có chuyện muốn hỏi con. Chuyện gì vậy mẹ? Giữa con và Thiên Ý đã xảy ra chuyện rồi, đúng không? Khôi à, con là đàn ông, con phải có trách nhiệm những gì mình đã làm. Mẹ nói như vậy, con hiểu ý mẹ không? Con hiểu, nhưng... Nhưng cái gì chứ? Nhưng là mẹ sai à? Hay là mẹ đang ép con? Dạ, con không có ý đó. Khôi à, Thiên Ý là một cô gái tốt và hiểu chuyện. Vả lại, gia đình hai bên đã thân tình từ lâu rồi. Con đừng làm bất cứ điều gì tổn thương đến tình cảm của Thiên Ý nha con. Con từng hỏi nếu như chuyện này xảy ra giữa con và Ngân, liệu mẹ có nói những lời lẽ như vậy hay không? Không. Vốn dĩ là con không thể đem ra so sánh được. Con thừa hiểu mẹ mà. Thôi, đừng có nói nhiều nữa. Bây giờ, sắp tới mình phải lo cái chuyện đám cưới giữa con và Thiên Ý. Cứ như vậy nha. Mẹ. Nghe là mẹ đi. Ngân nè, thông tin trường học ở bên kia mẹ đã gửi cho con rồi. Con xem chưa? Ý con như thế nào? Dạ con xem rồi.
Con sao cũng được hết á. Mẹ với Dượng cứ chọn đi. Đâu có được. Học là chuyện của con. Con phải thích mới được chứ. Mẹ hỏi con chuyện này nha. Dạ mẹ hỏi đi. Con có thật sự thích đi du học không? Hay là con đi... Chỉ vì sự sắp xếp của Dượng và mẹ thôi. Được đi du học là ước mơ của bao nhiêu người mà mẹ. Lần trước con nói dối mẹ một lần rồi. Lần này có cơ hội, con nhất định sẽ đi mà. Con nói vậy thì mẹ yên tâm rồi. Thôi con cứ làm việc đi. Mẹ cúp máy nha. Dạ bye bye mẹ. Chào con. Mẹ tôi chứ ai. Nghe là biết rồi. Quyết định đi thiệt hả? Tuy rằng rất tiếc nuối, nhưng thôi, phải để cho bà đi thôi. Tôi biết cái gì tốt với bà mà. Chứ không phải có người muốn tôi đi để dễ tiện bề yêu đương sao? Nói gì kỳ vậy bạn? Trời ơi, bạn nói vậy như hả là tôi muốn đuổi bạn đi vậy? Nhân duyên của mình phải biết nắm bắt biết chưa? Cái gì mình không có được, mình phải giành lấy được, hiểu không? Không, giành gì? Trời ơi. Thôi đi, chuyện đó để đi, không biết đâu, ổng khô khan, ổng cục mịch lắm, không có nói được đâu. Mệt bẩu à, lúc nào cũng nói là anh em khô khan cục mịch, tình cảm của mình thì mình phải nắm bắt chứ. Thôi, nói chung là ổng không có hiểu, ổng không có tinh tế giống như bà đâu, nói hoài cũng vậy à, tôi đang chán muốn chết đây nè. Tôi lại nghĩ khác, tôi nghĩ là anh Nam có tình cảm với bà. Nhưng mà tại vì hai người thân quen quá, với bà lúc nào cũng mạnh mẽ cứng rắn như con trai, nên là anh chưa nhận ra. Ủa mỗi người có con gu, ví dụ như bà là con trai đi, bà có chọn tôi không? Có, nếu như tôi là con trai, tôi sẽ yêu bà, sau đó cưới bà về làm dâu cho mẹ tôi. Nhưng nếu bạn là con trai, tôi sẽ không chọn bạn. Bạn ơi, đừng có mơ tưởng. Đúng rồi, đâu có chọn tôi bởi vì người ta đã có người khác rồi. Thôi đừng có chọn tôi hoài vậy chưa. Cái gì nữa? Tôi đã nói rồi đó, tình cảm của mình thì mình phải nắm bắt nghe chưa? Dạ biết rồi, đừng có nói nhiều quá. Từ từ anh cũng nhận ra. Thôi kể đó, chuyện nào cũng nhận ra, không nhận ra. Nói chung, chồng là tôi. Là của tôi. Đi ăn gà không? Tôi chở đi ăn gà. Dạ tôi đi ăn gà. Tôi còn có nhiều món đồ chưa có mua đó. Anh đây sẽ mua cho em hết trước khi em đi. Em muốn đi shopping, muốn mua váy đẹp, áo đẹp, giày đẹp à anh ơi. Đừng quên anh là chủ cái trang trại rau sạch organic này. Nhưng mà anh chưa có bán được. Áo đi ăn gà. Thưa mẹ. Chuyện du học của con Ngân tới đâu rồi con? Dạ, giấy tờ thủ tục đã xong hết rồi, chỉ chờ ngày đi thôi mẹ. Vậy thì tốt. Mà nè. Dạ. Mẹ mong rằng là con đừng có nghĩ cái chuyện mà du học của con Ngân là mẹ ép nó rời xa con nha. Dạ, con không dám nghĩ như vậy đâu. Thời gian qua mẹ đã bận tâm vì tụi con quá nhiều rồi. Con biết nghĩ vậy là tốt rồi. Mẹ có chuyện này muốn nói với con. Chuyện gì hả mẹ? Ngày mai con đi theo mẹ để coi ngày lành tháng tốt cho thằng Khôi với con Thiên Ý làm lễ đính hôn. Mẹ nói sao? Chú Khôi và Thiên Ý đính hôn hả? Tụi nó đó đã lỡ xảy ra chuyện đó rồi. Cho nên bây giờ mình phải mau á làm lễ đính hôn rồi làm lễ đám cưới nữa con. Vả lại gia đình hai bên á cũng đã hôn ước với nhau từ lâu rồi. Dịp này là coi như là thằng Khôi nó yên bề gia thất đó con. Ngày mai đi với mẹ nha con. Dạ thưa mẹ. Thôi nghỉ ngơi đi. Đi nhanh đi cầm, bà cứ lề mề à. Dạ, một người đi tay không, một người sách quá trời lắm, kêu đi nhanh không biết sao đi nhanh luôn á. Ừ.
Tại vì bà là người đàn ông của cuộc đời tôi mà. Bớt đi. Tôi vẫn thấy là phụ nữ hơn nha. Đây đây. Ủa. Làm gì đó làm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ủa nãy mình mua tới 7 túi lận á. Rồi sao? Ở đây có 6 túi à. Làm sao là móc được. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ừ. 1, 2, 3, 5, 7 đâu? 7. Trời ơi, hồi nãy cái chỗ mà cái tiệm mua cuối cùng bà cứ hối hôn hết xong rồi tôi quên rồi. Để tính tiền xong để mà đồ lại luôn. Ờ. Trời ơi, thiệt luôn. Đúng không, mà đừng căng nhằn nữa, tôi ra ngoài tôi lấy nha. Trời ơi, mệt ghê luôn á. Mới giờ nhanh đi vô đây, cái nhanh đi ra vậy tôi biết hơn. Ê, bà Cầm. Ngân. Ủa bà Cầm đi đâu mà như ma đuổi vậy? Em mới nói đi mua đồ. Trả tiền xong để quên bịch đồ lại luôn. Đúng là hậu đậu, quên trước quên sau. Ngân ơi. Anh Nam, anh đứng yên đi. Đừng có nhúc nhích, cũng đừng có nói gì nha. Anh ngồi chơi nha. Em ra ngoài một chút. Cầm, thôi mà đừng có giận mà, tôi xin lỗi. Bà biết là tôi không cố ý đúng không? Tại vì thấy chú Khôi lén lút theo dõi nên tôi buộc lòng phải làm vậy mà. Cầm, tôi không có cố ý. Mà thôi đừng có giận, đừng có khóc mà. Ủa biết tôi yêu ông Nam mà sao làm vậy chi vậy? Thì tôi biết, nhưng mà tôi đâu có cố ý đâu. Tôi không biết bà không cố ý mà tôi vẫn ấm ức. Thôi mà, bà biết là ngoài mẹ tôi ra, bà là người thân thương của tôi mà. Tôi coi bà như chị em ruột của mình vậy. Tôi đâu có muốn làm điều gì tổn thương tới bà đâu, đúng không? Tôi cũng vậy chứ bộ. Ví dụ bà nói bà yêu Nam đi, tôi bỏ cái tình cảm này cho bà liền. Tôi không có. Tôi biết không có mà. Anh Nam cũng thích bà chứ bộ. Tôi cảm nhận được vậy mà. Chỉ tại từ xưa tới giờ hai người thân nhau nên là ảnh nhầm lẫn thôi à. Ảnh có thích bà đó. Ai thèm. Người ơi, cục mịch. Không có hiểu chuyện vậy á. Thì cái tôi điên tôi mới thích ổng á. Trời ơi, người đâu á cục mịch vậy á. Không có hiểu chuyện vậy á. Có điên mới thích ổng á. Có điên mới thích á. Ừ. Thì mới thích đó. Thôi đi. Giận nữa. Thì tại hồi nãy nhất thời cái tôi thấy như vậy, tôi ấm ức. Chứ hả, thật ra là tôi không có ý gì đâu. Không phải là tôi nghi kỵ gì bà đâu. Tôi biết bà mà. Không có nghĩ gì đó nha. Khóc một trận rồi xong thôi. Chứ không có tự hả, tự dằn vặt mình đó. Bà lúc nào cũng nghĩ cho người khác không à? Phải nghĩ cho bản thân mình chứ. Biết rồi ai biểu. Có người bạn với bà chi phiền phức, toàn là bắt người ta lo không mà không lo không được. Thôi được rồi tôi giải tỏa hết rồi, không có suy nghĩ gì nữa hết á. Giờ nấu ăn cho, mua đồ về chưa kịp ăn uống hết chạy ra đây rồi, bực ghê. Hành động tôi nói á là bà phải hạnh phúc bên anh Nam biết chưa. Mắc gì tôi phải hạnh phúc bên ổng. Không thèm. Thèm đi mà. Không. Thèm đi. Không thèm. Cảm ơn anh yêu em dữ lắm luôn. Ủa thì yêu quá, tôi chỉ yêu ông Nam thôi nha. Yêu ai? Ủa mắc cười quá. Không yêu ai hết. Không yêu ai hết. Yêu ai vậy Cầm? Không yêu ai hết. Yêu ai? Không. Nói nghe coi yêu ai.
Dạ, con có mua tổ yến cho bác ăn tẩm bổ á bác. Con lần nào cũng vậy đó, cứ qua nhà bác là phải hoài với cáp mới qua được hả? À, mà bác ơi, bác gọi con qua đây gấp có chuyện gì không? Con còn nói nữa hả? Bác giận con đó. Ủa chết. Ủa, con lỡ làm chuyện gì phật lòng bác hả? Thì chuyện con với thằng Khôi đó. Chuyện con với anh Khôi là chuyện gì bác? Đáng lẽ là con phải nói chuyện này cho bác nghe sớm hơn. Chứ nếu mà bác không biết á, con tính giấu bác tới bao giờ? Mà chuyện này xấu hổ chết luôn, sao con dám nói với bác được? Xấu hổ phải nói với con, để cho bác biết lượng bác tính. Bây giờ bác tính vậy nè. Dạ sao bác? Nếu mà bây giờ mình vội vàng làm đám cưới quá đó, thì bác sợ là ba mẹ của con về không có kịp. Cho nên á, bác tính là đi coi ngày lành tháng tốt để làm lễ đính hôn cho con với thằng Khôi, trong lúc chờ đợi ba mẹ con về Việt Nam rồi mình làm đám cưới, con thấy thì sao? Nhưng mà hơi gấp đúng không bác? Hay là bác để cho con bàn bạc lại với anh Khôi đi, tại vì con không muốn là anh Khôi cảm thấy là con ép buộc anh. Con đúng là biết nghĩ cho người khác. Thôi được rồi, tùy hai đứa bàn bạc với nhau rồi báo cho bác biết nha. Chứ bác nôn có con dâu lắm rồi đó. À cô, lên xe tôi chở về. À không cần đâu, tôi tự về được rồi, không phiền anh. À, dạ. À tôi có để ly cà phê trên xe á, lái xe mà thấy buồn ngủ quá thì uống cho tỉnh táo nha. Trời đất ơi, cảm ơn cô nhiều nha. Có gì đâu. Người đâu mà dễ thương quá trời quá đất vậy. Cha mẹ khéo sanh dễ sợ. Đẹp người đẹp nói, ước gì. Trời ơi, cái gì vậy? Lắp mặt nạ. Làm tôi đứng tìm tôi chết bây giờ. Vô duyên vô dùng tự nhiên, cái làm gì rồi, cái giật mình rồi, cái đổ thường ta. Trời. Có tật giật mình phải không? Tật gì? Ai biết được. Nãy mới gặp thiên thần đi ngang qua, giờ quỷ ma xuất hiện. Quỷ ma. Thôi mà. Nói ý là vậy đó. Ý vậy đó là ý gì? Thôi đừng hiểu, hiểu buồn lắm. Là người đẹp mới đi ra phải không? Đang nói gì phải không? Thôi được tôi rồi. Tôi biết mà. Mà sao nè, nói nghe nè. Sao bữa nay đắp dưa leo rồi mặt nạ rồi quá trời quá đất vậy? Hả? Phải dưỡng da. Ồ, dưỡng da hả? Dưỡng dáng lại cho đẹp để đi lấy chồng chứ. Cái gì? Lấy chồng. Lấy ai? Lấy ai? Lấy người tôi lấy, được không? Tôi đồng ý chưa? Cái gì? Tôi đồng ý chưa mà đi lấy chồng? Trời ơi, mắc cười quá. Chuyện lấy chồng là chuyện của tôi. Tôi thích ai thì tôi lấy người đó. Gì phải sự đồng ý của ông? Sao? Chừng nào cưới? Thì bây giờ chưa, nhưng mà phải chuẩn bị trước. Là sao? Chuẩn bị để làm đám cưới chứ làm sao? Là chưa có người yêu luôn hả? Chưa có, nhưng mà tôi phải chuẩn bị trước. Trời đất ơi, làm từ nãy giờ thiệt. Tôi tưởng như cưới chồng tôi xém buồn luôn á, thiệt. Nhưng mà yên tâm đi, Như lúc nào cũng sẽ trở thành một cô dâu đẹp trong cái ngày đám cưới. Còn tôi là một chú rể rất là lịch lãm, rất là đẹp trai, rất là dễ thương. Đúng ở đâu không? Ra vậy? Ý ông nói là ông đám cưới với tôi hả? Trời ơi, với ai nữa? Nghĩ phẻ đi nha cốc chữa, phẻ đi nha cốc chữa nha. Không có đâu nha, mơ mộng. Sao em biết anh ở đây? Muốn biết thì biết thôi. Thank you.
mẹ anh muốn mình kết hôn á. Rồi ý của em sao? Anh muốn em đồng ý hay là từ chối? Lúc trước Ngân hay nói với anh, anh lúc nào cũng trả lời bằng một câu hỏi khác. Sao anh cứ nhắc Ngân hoài nhỉ? Anh không sợ em buồn? Chẳng phải em nói với anh là em không muốn giả vờ sao? Anh không muốn em buồn, anh không muốn em đau khổ, tại vì anh còn yêu Ngân. Đau khổ. Nhưng mà có sao đâu, miễn mình thấy đáng là được, đúng không anh? Nè, nhà mẹ làm cho con đó, món tủ của con, ăn đi. Chỉ có điều là đi đường hơi xa, mẹ sợ là nó không còn ngon lắm á. Để tới ngày mai cũng còn ngon nữa. Mẹ con nấu ăn là ngon số 1. Dẻo miệng quá à. Nếu mà ngon á thì ăn nhiều vô giùm mẹ nha. Ăn hết dĩa này luôn đó. Ở đây suốt ngày lo làm lụm, rồi không có ai nấu nướng cho con ăn. Nhìn cái mặt con kìa, hốc hác như vậy mẹ xót lắm biết không? Trời ơi, mẹ nghĩ sao kêu con hốc hác vậy? Con Cầm nó kêu con mập như heo á. Gì kỳ vậy? Trời ơi, nếu như con ở nhà với mẹ là con phải khác gì nữa đó. Trời ơi, mẹ nói vậy mà người ta nghe được á, người ta tưởng con nít á. Chứ con tưởng con lớn với ai? Mẹ nói cho con biết nha, trong mắt mẹ, con luôn luôn là một đứa con nít. Nhỏ xíu xíu vậy luôn nè. Mẹ này. Mà mẹ nè, mẹ xuống đây á, bà nội có biết không? Nội biết là nội la mẹ đó. Con yên tâm đi, nội bây giờ cũng hiểu và dễ chịu với mẹ hơn rồi. Mẹ nói vậy con yên tâm rồi. Bên cạnh mẹ thì còn có Dượng, còn con ở đây có một mình. Con nhớ phải tự biết chăm sóc cho bản thân mình nghe không? Yes madam. Mẹ yên tâm đi, con chỉ sợ là ha, con làm cho mẹ với Dượng phiền lòng thôi. Nếu mà con biết vậy á thì phải cố gắng sống cho thiệt là tốt, học cho thiệt là tốt, nghe chưa? Mẹ có tin á là con lấy 10 cái học bổng này cho mẹ luôn không? Muốn hơn có hơn đó. Nè, nói được làm được nha cô nương. Chuyện gì chứ chuyện nào mà vô tay Thanh Ngân này là ok hết. Ngân nè. Dạ. Chuyện gì mẹ? Chú Khôi sắp lấy vợ rồi đó. Vậy thì quá tốt mà mẹ. Đây là chuyện vui mà. Con thật sự không sao đúng không? Con là người khuyên chú Khôi nên lấy vợ để cho bà nội vui lòng, cho mẹ yên tâm. Con thật sự đã quên chú Khôi rồi, không có nhớ gì nữa hết á.
Thiệt. Thôi đừng có nhắc tới người khác nữa, hai mẹ con mình ăn nha. Nè. Ngân. Dạ. Sao vậy? Bộ gà bữa nay mày làm không ngon hả? À, dạ không, ngon lắm mẹ. Để con ăn nè. Ngon lắm. Ngon lắm á. Ừ. Ăn từ từ thôi con. Nhớ người yêu thì anh cứ đi thăm, có gì đâu mà phải suy nghĩ. Đừng xen vào chuyện người khác. Trên đời này không có cái gì là hoàn hảo hết. Được cái này thì mất cái kia thôi. Đó là quy luật của tự nhiên. Mà nhất là trong cái trường hợp của tình yêu thì không thể nào mà cưỡng cầu được. Với lại em nghĩ là yêu rồi thì mình phải mạnh dạn đến với nhau. Làm sao cậu hiểu hết chuyện của tôi? Cần cái quái gì đâu mà phải hiểu hả ông anh? Thì đó là chuyện của anh mà. Hôm nay cãi tốt dữ ha. Nhất là cho... Nam. Nam. Hả? Gì vậy? Biết mà. Gì vậy? Thông cảm lắm. Sáng chung thuốc đúng không? Có cần chở đi bệnh viện không? Bệnh viện gì? Tại tôi muốn coi cái cải này tốt không á mà. Coi cái cải tốt không? Đang tưởng tượng gì đó? Tưởng tượng gì đâu? Tào lao không mà. Đây, Ngân. Ngân đổ mồ hôi quá kìa. Đây, lau cho. À, dạ thôi. À, để cái gì em vô trong rửa mặt, lau mồ hôi. Sẵn lấy nước cho mọi người uống luôn nha. Bà Cầm. Bà Cầm. Ở đây đi kêu hoài. Qua đây. Qua đây tâm sự với coi. Gì? Sao tôi thấy Ngân lạ quá vậy? Lạ là lạ cái gì? Thì hồi hôm bữa đó, vừa gặp tôi là nhảy vô ôm tôi vậy nè. Mà tự nhiên sao bữa nay xa lạ với tôi quá vậy? Giống như là hai người dân vậy á. Hay là hai người ta té vô người ông, cái ông ảo tưởng, ông tưởng bỏ. Ảo tưởng đâu mà ảo tưởng. Rồi Ngân ôm tôi biết chứ bộ. Tôi nghi lắm nghe. Nhưng không, mà công nhận vô này là Ngân là lạ lắm nha. Lạ là sao? Hôm bữa đó Ngân nói với tôi là phải quan tâm chăm sóc cho bà nhiều hơn. Ừ. Ủa? Mà tôi vẫn quan tâm chăm sóc cho bà mà. Bà Cầm, hỏi thiệt nha, bà có thấy tôi vô tâm với bà không? Không. Đó. Ông là quá vô tâm luôn á. Hả? Vừa vô tâm mà vừa khùng nữa. Giờ uống thuốc đi. Ủa sao con gái khó hiểu vậy ta? Sao nay ai cũng lạ hết trơn vậy? Thì ra là em ở đây.
làm anh tìm em quá trời luôn. Giờ này mà còn ngồi ở đây nhớ về ông anh của anh hả? Anh thấy như em đang buồn hả? Mọi chuyện đang đúng như những gì em muốn. Có gì đâu phải buồn. Tình yêu của mấy người đúng là khó hiểu thiệt đó nha. Tại sao phải đau khổ như vậy chứ? Nếu đã yêu nhau, thích người khác thì phải đấu tranh giành họ cho bằng được chứ. Nhưng em muốn người ta toàn tâm toàn ý với em, chứ không phải ở bên em mà cứ nghĩ gì mà chết. Muốn câu một con cá to thì cần phải có cần câu xịn. Làm gì có con cá nào tự nguyện toàn tâm toàn ý chui vô cái vỏ của mình đâu. Em phải nhớ, khi mà em bắt được nó rồi thì em muốn làm gì cũng được. Nhưng mà em không cam tâm. Hey, tại sao em phải cầu toàn như vậy chứ? Em đã làm cho Khôi ở bên cạnh em rồi. Việc làm cho anh Khôi yêu em dễ dàng thôi mà. Em phải luôn nhớ điều này. Muốn thuần phục được con hổ thì không thể nào để nó chạy tung tăng ở trong rừng được. Em phải bắt nhốt nó vô trong lòng chứ. Chú làm gì vậy? Buông con ra. Đi theo chú. Buông con ra, con không đi đâu hết á. Tại sao? Buông ra. Chú muốn đi đâu chứ? Đi trốn. Chú đi một mình đi, con không có đi. Tại sao con không đi? Chú bị điên rồi. Chú đang điên đây. Chú muốn đi thì chú đi một mình đi, con không có điên với chú. Đi vô. Chú về mà lo đám cưới với cô Thiên Ý đi. Cô ấy đang đợi chú ở nhà đó. Chú không muốn. Con muốn mang tiếng là người cướp đi chú rể của người khác. Không ai cướp hết, mà do chú tình nguyện. Chú có biết làm gì là hèn lắm không? Con không muốn nghĩ chú là một người không có trách nhiệm. Chú không phải là một người hoàn hảo. Hãy để một lần trong đời chú sống vô trách nhiệm của một người khác. Chú về đi, đừng làm con thất vọng. Tại sao vậy? Tại sao phải sống vì người khác? Tại sao phải dối lòng mình? Tại sao không dám đối diện với chú và nói rằng con yêu chú? Tất cả những chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Chú về bên cô dâu của chú đi. Anh chị cứ yên tâm đi, ở bên này á, tôi sẽ lo chu toàn cái lễ đính hôn cho tụi nó, không có lo gì hết nha anh chị. Còn cái ngày đám cưới đó thì để tôi coi ngày lành tháng tốt, rồi tôi sẽ báo cho anh chị sớm để anh chị sắp xếp chuẩn bị về Việt Nam nha. Dạ, dạ không có gì. Dạ thôi, chào anh Xui, chị Xui nha. Dạ. Dạ, con mời mẹ ăn trái cây. Mời con. Dạ. Hôm nay con có bận gì không? Dạ không. Ừ. Nếu mà không bận gì thì một lát đi với mẹ để mua sắm đồ cho Thiên Ý.
con biết không? Dù sao đi chăng nữa, Thiên Ý nó bên Mỹ đó, nó là cành vàng lá ngọc, cho nên mình phải làm sao lo cho nó chu toàn. Mẹ tính là đi mua trang sức nè, rồi những cái đồ lặt vặt để cho cái lễ đính hôn của thằng Khôi với Thiên Ý. Con nhớ giùm cho mẹ nha. À, mình phải mua vòng cổ nè, rồi nhẫn cưới nè, rồi kiềng nè, rồi trầu cao, rồi áo làm lễ đính hôn, rồi tất cả cái những cái gì con đi theo mẹ, để có thiếu gì con bổ sung cho mẹ nha. Ráng đi, ráng lo cho em chồng con được chu đáo ha. Dạ con biết rồi mẹ. À quên, rồi còn cái chuyện của con Ngân đó, con lo xong xuôi hết chưa? Dạ mẹ yên tâm, hồ sơ đã xong hết rồi. Ừ, thôi ráng lo cho xong con nha, vì tương lai của con Ngân thôi. Thôi đi vô sửa soạn đi, chuẩn bị đi với mẹ. Dạ con xin phép. Ừ. Chúc mừng em. Cảm ơn anh nha. Em sắp lấy người mình yêu rồi, mà sao mặt em khó coi vậy? Ủa chứ bây giờ phải làm gì? Em phải la lên, trời ơi tôi mừng quá, tôi lấy được người mình yêu hả? Em nhìn lại em đi, thật sự là em đâu có vui. Khuôn mặt của em buồn tới mức mà người khác nhìn vô nghĩ là em đang đau khổ về tình yêu đó. Đừng có tỏ ra là hiểu người khác như vậy. Cứ thuận theo ý trời đi. Em sắp có người mình yêu rồi, hãy quẩn gánh lo đi mà vui sống. Ừ, thì có được con người, còn tình yêu thì không. Anh đã nói với em rồi, em không thể nào thuần phục con cọp mà cứ để nó chạy lung tung ở trong khu rừng được. Em phải bắt nhốt nó lại, thì lúc đó em muốn làm gì thì làm. Ừ. Mà anh nghĩ nha, tình yêu có cái quái gì đâu mà phải khiến người khác phải đau khổ như vậy. Hả? Người như anh làm sao hiểu được tình yêu là gì chứ. Em có biết không, chồng sắp cưới của em cũng nói với anh một câu y chang như vậy. Có vẻ như hai người rất hợp nhau, luôn cao ngạo và coi thường người khác. Ngon không? Ủa gì kỳ vậy? Gì? Kỳ. Ủa sao nguyên ly trà sữa không có miếng chân trâu nào là sao trời? Trời đất ơi, trà sữa mà không có chân trâu chẳng khác nào ông làm đám cưới mà không có cô dâu. Chà, xuất khẩu thành thơ ha. Dĩ nhiên rồi, miệng của em mở ra lúc nào chẳng văn thơ lai láng. Xin lỗi anh à, chất xám là đầy đầu nha. Ê, vậy bình thường em đi tắm em không có gội đầu đâu hả? Tại vì gội đầu nó trôi chất xám hết á. Suốt ngày móc mẻ cà khịa tôi hay lắm. Thì ảnh học cái tính xấu đó của bà với ai? À, ủa? Sao tôi biết bao nhiêu tính tốt không học được tính xấu của tôi chị? Thấy ghét. Ê, gì? Hai người á, có biết chuyện gì chưa? Chuyện gì? Trời ơi, một cái chuyện lớn vậy không lẽ hai người không biết? Mà chuyện gì? Nghe đồn á là sếp Khôi sẽ làm đám cưới với Thiên Ý. Trời! Chuyện này cả công ty ai không biết? Ừ đúng rồi. Khoan. Gì? Ủa, cái chuyện này á tôi biết, anh Tính biết. Ừ. Cả công ty biết, tôi không bất ngờ. Nhưng tại sao không biết? Ủa ông đi công tác suốt mà. Trời ơi, vậy mà ông cũng nhiều chuyện được ghê thiệt chứ. Nhiều chuyện đâu nhiều chuyện, đây là chuyện lớn của công ty xưa tôi không biết. Thôi mà tôi thấy chuyện này kỳ quá. Rất kỳ, rất tệ. Sếp... sếp Khôi á, tôi không nghĩ là sếp Khôi tệ bạc vậy luôn á. Trời ơi, đúng là con người có mới nói cũ. Ủa sao gọi là mới có mới nói cũ? Cái là có cũ nói mới. Là sao? Ủa thì Thiên Ý là bạn Thanh Mai Trúc Mã, bạn chơi từ nhỏ của sếp Khôi đó.
Nè, tôi nói cho ông biết nha, Thanh Mai Trúc Mã thì cũng chỉ là Thanh Mai Trúc Mã thôi. Nhưng mà sau này là chính mắt tụi mình thấy là Ngân Ngân là với sếp Khôi là yêu nhau, đúng không? Mà với lại Ngân Ngân vừa mới đi chưa được bao lâu, đùng một cái cưới Thiên Ý, cưới là cưới làm sao? Thì sao ai biết sao? Sao tự nhiên bà hỏi tôi đi công tác biết mà. Hay quá. Đó, bởi vì tôi nói ha, đàn ông mấy người lúc nào cũng tệ bạc cũng thúi tha hết trơn trời. Chứ gì nữa? Đó, vừa mới hỏi một cái hả, nghĩ là cái điều bất lợi tới mình là bắt đầu đánh trống lảng, lôi chuyện đi công tác ra nói. Đúng là xa mặt cách lòng, chán dễ sợ. Nhưng mà kỳ ha. Từ đó cho giờ á, tôi không nghĩ á, sếp Khôi là một người đàn ông như vậy. Ê, có khi nào á, nhiều khi đây là một cái thuyết âm mưu nào đó rất là bự không? Đúng không Tính? Nhưng mà anh nghĩ á, ở trong công ty này mặc dù nó có một cái thuyết âm mưu nào đó thì cũng không bao giờ bự bằng em đâu. Mà thôi, chuyện của sếp để sếp lo đi, em quan tâm tới làm chi, không? Là em à? Nhìn anh có vẻ hơi mệt mỏi hả? Không có sao. Dạo gần đây công ty nhiều việc quá. Đây là danh sách các đơn vị tổ chức lễ cưới á. Anh xem qua nha. Thôi, không cần xem. Em tự quyết định luôn đi. Anh có muốn kết hôn với em không? Em biết rõ điều này mà, đâu cần hỏi anh. Nhưng mà em muốn nghe chính miệng của anh nói. Thật sự anh chỉ coi em là một người bạn, một đứa em. Vậy thì anh có muốn hủy cái lễ đính hôn này không? Ý em là sao? Em luôn tôn trọng ý kiến của anh. Nếu như anh muốn hủy thì anh hủy liền ngay lập tức đi, còn kịp đó. Anh không phải là một thằng hèn mà để tất cả mọi thứ cho em gánh vác. Anh thà là một người độc ác chứ không muốn trở thành một thằng hèn, càng chứng tỏ cho em thấy anh chỉ coi trọng thể diện của anh và gia đình của anh thôi. Dạ, con chào bà nội. Dạ, con mời nội ngồi. Con khỏe không? Dạ, con khỏe. Con mời nội uống nước. Ừ, cảm ơn con. Hôm nay nội tới đây gặp con, có chuyện gì không nội? Nè, nội cho con số tiền này để giúp con trang trải cái chuyện học hành của con. Dạ nội ơi, con cảm ơn nội, nhưng mà con không dám nhận đâu nội. Con nhận đi, coi như là tấm lòng của nội dành cho con đó mà. Nhận đi con. Con đã biết rồi đó, thời gian vừa qua gia đình của mình xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Nhưng mà từ ngày con quyết định đến đây á, thì mọi chuyện coi như cũng đã ổn thỏa. Nội không trách gì con hết, nhưng mà nội muốn cho con hiểu, cái công ty và cái gia đình đang ở hiện nay tất cả là do một tay nội gầy dựng và lèo lái nên. Cho nên nội không muốn bất cứ ai làm xáo trộn gia đình của nội, phá hoại hết tất cả những công lao gầy dựng của nội. Con hiểu ý nội không? Dạ con hiểu. Ừ, khi nào á con có gia đình rồi con làm mẹ đi, con sẽ hiểu và thông cảm cho nội nhiều hơn.
Dạ, con biết là tất cả mọi chuyện nội làm là vì muốn tốt cho gia đình. Con xin lỗi nội vì thời gian qua đã gây phiền phức cho gia đình của mình. Con hiểu được như vậy là tốt rồi. Sắp tới thì nội sẽ tổ chức buổi lễ đính hôn cho chú Khôi và cô Thiên Ý. Cho nên cái chuyện mà con đi du học đó, càng sớm thì càng tốt cho con. Dạ. Hey, con biết là chú Khôi và Thiên Ý đã đi vượt giới hạn. Cho nên nội phải cố gắng làm đám cưới cho thiệt sớm. Để lỡ mà Thiên Ý nó có thai á, thì thiên hạ sẽ đàm tiếu gia đình của mình. Dạ con hiểu. Em đang viết gì vậy? Em đang liệt kê những thứ để chuẩn bị cho lễ đính hôn của chú Khôi đó anh. Vất vả cho em quá. Em là vô lớn trong nhà mà. Đây là những việc em phải làm thôi anh. Anh xin lỗi em nha. Lúc đám cưới của tụi mình á, anh làm đơn giản quá. Em không có nghĩ gì đâu. Với lại em và Thiên Ý khác nhau mà. Cho nên lần này mày lo chu đáo cũng phải thôi anh. Thật ra là anh thương Khôi lắm. Đám cưới của Khôi á, được mẹ và mọi người quan tâm. Chỉ có điều là Khôi cưới người Khôi không thương. Ê, nội nói gì mà lâu dữ vậy? Nội có nói gì đâu. Nội chỉ hỏi về chuyện du học của tôi. Với lại cho tôi tiền nè. Hỏi thăm hả? Phải hỏi thăm không? Hay là đến đây ý ký cò này nọ kia là bà phải đi học nhanh đi. Sợ ông chú đổi ý còn dấn vương rồi quay lại nữa. Không có, hỏi thăm thiệt. Với lại bà nội còn nói á, chú Khôi sẽ đám cưới chị Thiên Ý. Thiệt hả? Nhưng mà như vậy cũng tốt cho chú ấy mà. Ôi thôi, ơi ai muốn đám cưới đám cưới. Mình lo việc học của mình thôi, cố gắng lên. Tôi qua đó sẽ cố gắng học thật tốt. Sau này về tiếp tay trồng rau organic với bà. Ai, trời ơi, vinh hạnh cho vườn rau nhà tôi quá. Bà, lo mà ở đây chăm sóc cho vườn rau thật là tốt đi. Sau này tôi về. Đừng có dặn tôi cái gì hết trơn. Dặn là phải dặn mấy người á. Mấy người đi qua bển một thân một mình nha. Ăn uống cho đàng hoàng, giữ sức khỏe đàng hoàng. Chứ không có phải lơ tơ mơ như đây. Rồi bệnh lên bệnh xuống rồi không có tôi chăm sóc đâu. Cho mà biết á. Biết rồi, biết rồi. Tôi sẽ cố gắng ăn cho thiệt là mập, thiệt là mập. Khỏe, thiệt là khỏe. Sau này bà sẽ mướn tôi làm nhân viên marketing cho vườn rau đúng không? Thôi, đừng có dụ. Mình không có tiền mình mướn bạn đâu. Nói vậy chứ từ ngày về đây á, tôi học được ở bà với anh Nam nhiều thứ lắm. Học được á là cuộc sống này mình phải lạc quan lên, mình phải vui vẻ lên. Buồn thì sẽ không làm được bất cứ cái gì. Chỉ có vui vẻ thì mới làm được mọi thứ. Thiệt không? Thiệt. Vui vẻ thiệt không? Thiệt. Thử cho cái ôm nè. Ôi quá à. Tôi cũng nhớ bà lắm luôn. Sẽ nhớ lắm luôn, nhớ lắm luôn, nhớ lắm luôn. Em nói nghe nè, giờ nói chuyện nghiêm túc. Nãy giờ vẫn nghiêm túc mà. Bây giờ nghiêm túc hơn nè. Chuyện gì? Hay là bà tỏ tình với anh Nam đi. No. No. Sao vậy? No, 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 no. Không, tỏ tình đi. Không. Trời ơi, trời ơi. Thiệt luôn quá. Kỳ cục lắm. Ê, vậy là tỏ tình rồi hả? Kể nghe đi, nhanh lên làm sao?
Kể đi. Ê, trời ơi, gì vậy? Ủa, làm gì á? Thì ghi lại quy trình ủ phân bón hữu cơ từ phế phẩm nông nghiệp nè. Ủ mấy thùng rồi, ghi chi nữa? Thì phải ghi lại thời gian nào, quy trình sao, lỡ sau này thành phẩm không như ý á, coi lại biết sai chỗ nào chứ. Ủa, bà hẹn tôi đây làm gì vậy? À, ê, hôm nay bạn Nam giỏi dữ ha, siêng năng ơi là siêng năng. Tự nhiên khen tôi siêng năng, kỳ vậy? Tặng bạn Nam món quà. Cái gì? Tặng quà hả? Cái gì vậy? Tên em. Úp úp mở mở nữa, gì vậy? Coi. Món quà vô cùng đặc biệt và lớn lao. Vô cùng đặc biệt lớn lao. Dạ. Món gì vậy? Là gì á? Không hiểu hả? Suy nghĩ chút, chút xíu thôi là hiểu liền. Cái này hiểu rồi. Sao không chịu nói sớm? Tôi cũng y chang vậy á. Thiệt không? Thiệt. Thiệt hả? Ừ, y chang vậy á. Không nói sớm. Ai biết đâu mà không nói sớm. Nè. Rồi. Hả? Đi chơi. Chơi gì? Chơi caro. Chơi caro là sao? Thì nè, bà đưa cho tôi cái tờ giấy nè. XO, XO rồi nguyên trái tim. Trái tim có nghĩa là yêu thương. XO là chơi caro, tức là bà thích chơi caro đúng không? Chơi caro, vô nhà chơi, hẹn ở đây làm chi? Mệt mỏi ghê, rồi chơi, cũng được. Thế tôi nè. Gì vậy? Nè, lẹ đi, đang bận hả? Ê, gì vậy? Ê nè, rồi chơi không? Không, chơi mình đi. Chơi mình chứ không có được. Cầm. Trời ơi, con nhỏ này. Bà nghĩ sao mà bà tỏ tình với anh vậy vậy? Ủa, nè nè, biết không? Ổng là kỹ sư nông nghiệp thì ít nhất á, là ổng phải có cái này, có cái này. Tôi đã tin tưởng quá nhiều vào cái này của ổng. Bà mà không có cái này, không có cái này á, người như anh Nam thì bà phải nói thẳng chứ, bà nói bóng nói gió làm sao mà anh hiểu. Trời ơi, đâu mà cục mịch cù lần dễ sợ luôn á. Bà mới là cù lần á. Trời ơi, chán mà thiệt luôn á Cầm. Bà Cầm ơi, bà Cầm. Mới nhắc tới rồi kìa. Cầm ơi, Cầm ơi. Cái gì? Tôi nè. Ra nó nghe này nè. Ra nó nghe cái này nè. Chắc mắc nợ nhau quá à. Đúng là mắc nợ đó. Bà Cầm ơi, bà Cầm. Bà Cầm. Cái gì? Ra nói nghe nè. Mệt ghê á. Ủa, lần đầu tiên tới nhà hả? Mắc gì phải đứng ngoài đây mà không vô nhà? Thích vậy á, được không? Làm gì đây? Tôi có món này cho bà nè. Không lấy. Gì vậy? Nhìn mặt rất gian không lấy. Món này là món yêu thích của bà luôn á. Thiệt không? Thiệt. Ê, ở đâu có vậy? Bên ông Năm á. Ông Năm hả? Ờ. Ông đâu có? Thì mấy con nuôi dừa này nè, phá nát cái dừa của ổng, cái ông kêu tôi qua phụ cưa cái dừa xuống, xong cái tôi hốt vào cho bà. Ủa sao không để lại cho ông Năm mới mà hốt hết vậy trời? Tại tôi biết bà thích món này cho nên tôi xin ổng mang về cho bà đó. Cảm ơn nha. Mà nói nghe. Cái sớm này nghe, chỉ có một mình bà là thích đuông dừa thôi. Rồi sao? Rất độc và lạ nha. Vậy. Đi nhà chơi không? Không, về. Không vô thiệt hả? Không, có một chuyện rồi. Về đi không tiện. Vậy không về. Vậy vô không? Về. Đánh thiệt á.
Làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Tôi đã nói bà rồi, có những thứ khi mà quá quen thuộc á thì con người ta sẽ không có nhận ra đâu. Cô gái đặc biệt, người đặc biệt. Nói gì không hiểu gì hết trơn. Thôi đi vô ăn luôn vô. Cô gái đặc biệt. Nè, bác thấy kiểu này đẹp nè. Dạ. Trời ơi, còn kiểu này nữa, con thấy sao? Con thấy mấy kiểu này kiểu nào cũng đơn giản nhưng mà sang trọng. Bác đúng là tinh tế. Nhưng mà con không biết là con có cơ hội mặc váy cưới không nữa. Con nói cái gì vậy? Bộ con không muốn làm đám cưới nữa hả? Con muốn chứ bác. Nhưng mà con thấy anh Khôi ảnh... Thằng Khôi làm gì cho con buồn đúng không? Dạ không. Con cảm giác giống như là mình đang ép ảnh đó bác. Con à, cái chuyện cưới hỏi này đó là gia đình hai bên đã nói chuyện xong xuôi hết rồi. Hôn nhân là chuyện trọng đại cả đời người, chứ đâu phải là chuyện nhỏ đâu mà muốn hủy hôn là hủy hôn con. Nhưng mà con cứ cảm giác là làm như là mình đang ép anh Khôi vậy đó. Con thấy là anh không có muốn chút nào hết đó. Nè, thật ra đàn ông đó họ đơn giản lắm. Muốn cho họ toàn tâm toàn ý với mình á là mình phải biết cách để thuần phục nó. Dạ, con cảm ơn bác. Cũng may là con có bác luôn ủng hộ con. Chứ nếu không có bác á, không có làm sao luôn á. Yên tâm đi, dù gì á thì con với nó cũng là tri kỷ với nhau từ nhỏ tới lớn. Tìm một người yêu á thì rất là dễ, nhưng mà để tìm được một người tri kỷ là khó lắm. Hai đứa cưới nhau á, rồi sau này á khi sống chung một nhà thì tình cảm sẽ bồi đắp thêm mà. Dạ. Vậy mình coi tiếp nha. Dạ. Từng người tình đã bỏ ta đi, ô như những dòng sông dài. Gì quên rồi ta? Từng người tình đã bỏ ta đi, ô những dòng sông dài. Hát gì mà sai dữ vậy trời? Trong cái bài hát người ta vậy. Nhưng mà cái vấn đề sai biết sai chỗ nào không? Sai cái gì? Bài hát không sai nhưng hát trong cái hoàn cảnh của Nhừ là quá sai. Ủa? Tôi thấy sai chỗ nào đâu? Sao không sai? Từng người tình đã bỏ ta đi. Cả cuộc đời Nhừ từ nhỏ tới lớn có ai yêu chưa, có ai cua chưa, hay là sống độc thân cô độc hả? Chỉ có một mình tôi cua Nhừ thôi, lấy đâu ra từng người tình? Bây giờ tôi giải thích tôi coi là ông sai hay là tôi sai nè. Giải thích tôi nghe coi nào. Tôi sống trong cái nhà này hơn 20 mấy năm rồi. Đúng. Tôi nhìn thấy từng người, cậu Kiên, cậu Khôi lần lượt bước lên xe bông. Không phải là từng người tình lần lượt ra đi bỏ tôi một mình không? Không có logic, không có khoa học gì hết. Làm ơn tỉnh mộng ngay đi. Nghĩ lại đi. Mình là thân phận ở đợ. Đúng. Còn cậu Kiên, cậu Khôi là chủ. Đúng. Mắc mớ gì là từng người tình. Hả? Bụi tính lên là bà chủ hả? Thì tôi dí von vậy đó. Dí von không có đúng nè. Làm ơn bé Như ơi. Này, nhìn ngang tầm dễ nhìn. Ở trên cao nhìn vậy mỏi cổ phải không? Đừng với không tới đâu nha. Đu dây cũng không tới nữa. Cậu Kiên với cậu Khôi đúng là có cao thiệt, nhưng mà khi mà tôi đứng tôi cũng nhìn ngang ngang vậy nè. Đó, nó hơi liếc liếc lên chút xíu. Chứ đâu mà với lên tới trên. Nhìn lên trên vậy là mấy cái ông thu dây điện. Nó nói ra thì sai không mà còn đặt. Nó nói sửa lưng người ta. Bởi vì ở đỡ hoài là gì? Cái đó là ý bóng, ý gió hiểu không? Trời ơi, bà hiểu cái ý đen gì chi vậy nha trời. Bây giờ tôi nói đơn giản nè, cho dễ hiểu nè. Đây, cậu Kiên, cậu Khôi là hàng chất lượng, hàng nhập khẩu. Mình với không tới. Hàng người ta là hàng như vậy, còn mình là hàng gì? Mình là hàng chợ. Làm sao với được, hiểu chưa? Nè, tôi xin lỗi ông nha. Cỡ cậu Kiên với cậu Khôi á, là hàng cao cấp như ông nói đúng không? Đúng. Nhìn hàng cao cấp tôi còn chưa nhìn, huống hồi tôi nhìn ông. Cỡ ông á hả? Hàng giá thì có. Xác. Nói chuyện hồi mệt mất không gây lộn. Đã vừa xấu vừa vô duyên.
Vậy mà tôi vẫn thích. Hai vậy mà cua hoài cuốn dính, chết thiệt. Bà làm gì vậy Cầm? Hối hơi. Giờ hả bà qua bên đó rồi, giờ tôi nhớ bà, giờ tôi hủy hơi trước. Ê, làm gì vậy? Giấu luôn, để ông mốt nhớ đem ra ngắm 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 để đem nhớ ra hủy tiếp hả? Nói chưa, qua bên đó nha, xong rồi ăn bơ nhiều vô, uống sữa nhiều vô, xong rồi trắng da dài tóc, cái kiếm một anh Tây lấy làm chồng, kiếm thêm anh nữa giới thiệu tôi, dạng cả đôi đường. Thôi tôi không dám đâu, ở đây có sẵn một người rồi kiếm làm chi nữa. Trời ơi, ổng hình như là đầu óc của ổng á là đổ dồn vô mấy cái cây cối rồi rau củ quả hết trơn rồi, chứ những cái chuyện khác á ổng gầm mờ mà khờ gì mà khờ dữ, không có tinh tế một tí nào hết trơn. Bà mới là khờ, người như vậy mới thương mình thật lòng đúng không? Thôi biết rồi biết rồi, thật ra nói vậy thôi chứ tôi vẫn thích đó Hà Nội hơn là Hà Ngoại, thích nước mắm hơn là pizza. Mà nói thiệt chứ tôi cũng không thích ăn mấy cái đồ bơ béo đó đâu. Ước gì bên đó mà có bánh tráng trộn nè, trà chanh nè, trà sữa nè, rồi cánh gà chiên nước mắm nữa. Gà rán thì có nhiều, nước mắm không có. Để tôi gửi lại cho. Ngân ơi, Cầm ơi. Dạ em nè. Tôi đây nè. Dạ. Chết bệnh, chết bệnh. Thiệt luôn, chỉ là một cái tiếng trả lời thôi mà cũng khác một trời một vực. Ngân ơi, em nè. Cầm ơi, tôi nè. Quăng bơm hả? Đàn ông con trai gì mà chưa vô nhà nữa, nó nghe tiếng rồi đó, xin cái mỏ ra trước hả? Cái đầu ra trước nhưng mà cái mỏ theo sau, như cái mỏ lanh hơn cái đầu, được không? Nói gì cũng nói được trơn á. Bây giờ chuyện quan trọng của người ta nè. Ngân. Dạ. À, có chuyện này anh muốn nói với Ngân. Anh có làm một món quà tặng cho Ngân. Đó, cái khung hình này đó nha, tự tay anh làm. Đó, thấy chưa? Viền trái tim rất đẹp. Và trong khung hình này có tấm hình của anh. Đây, anh tặng Ngân nha. Ngân, khi nào mà qua bển á, Ngân cảm thấy buồn mà cảm thấy nhớ anh á, mang ra xem nha. Quà anh tặng á thì em không dám từ chối, em nhận nha. Nhưng mà em gửi Cầm giữ giùm. Ủa sao vậy? Cái này công sức anh làm cả buổi chiều á. Thì em biết nên là em nhận mà, nhưng mà em gửi cho Cầm giữ giùm, tại vì em thấy Cầm giữ phù hợp hơn. Hả? À, thôi em đi mua đồ nha, hai người nói chuyện đi. Ngân, tôi đi nhanh, người ta đóng cửa bây giờ. Ê, anh nói chuyện với Cầm nha. Ngân. 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 Bà Cầm. Hử? Bà nghe thấy tiếng gì không? Tiếng gì? Tiếng lòng tôi tan vỡ. Tôi chỉ nghe thấy tiếng bụng ông kêu ột ột là ông đói thôi. Tiếng lòng tôi đó. Tôi bị thất tình, tôi bị người ta bỏ rơi đó. Ủa, Ngân nhận lời yêu ông hả? Nhưng Ngân là bạn gái của ông hả? Chừng này như vậy mới gọi là bỏ rơi nghe chưa? Ủa bà quên hả? Thứ nhất nè, tụi tôi đã đăng ký kết hôn. Thứ hai, Ngân ôm tôi tha thiết nha. Đăng ký kết hôn hả? Ừ. Thiệt hay giả? Giả, nhưng mà cũng là đăng ký kết hôn. Ngân làm vậy là chẳng qua để là chú Khôi á là hả không còn tơ tưởng người đi lấy vợ thôi. Ông á, ông giữ lại cái niềm đau của ông đi. Khi nào mà bà Ngân á, bà chấp nhận tình cảm của ông, xong rồi bà bỏ rơi ông thiệt á, thì lúc đó đem ra sử dụng nha. Ủa là nói đau là để dành hả? Ừ. Nói đau mà cũng để dành hả? Được hết á. Rồi cái hình này sao? Công sức. Thôi. Gì vậy? Hình ai vậy? Trời ơi, ngoài cái hình không có giống nhau chút nào hết trơn á. Không phải là lỗi của tôi nghe, cái này là lỗi của anh Photoshop nha. Tản hơi quá tay thôi. Thôi đi, tôi nhận cho ông vui nha. Không có vui được, tại vì cái nỗi đau này nó thấu tận trời xanh, đau lắm. Ây da. Gì vậy? Ừ, đau quá, đau quá. À, gì vậy? Nỗi đau thấu tận trời xanh rồi. Ôi, trời ôi, bị từ chối đau quá. Ai, yêu ai.
Cười cho nỗi đau người khác. Ghim. Mẹ gọi con có chuyện gì không? Chuyện cứ hỏi giữa con nhà Thiên Ý. Con chuẩn bị tới đâu rồi? Chuyện đó không phải mẹ lo hết sao? Ủa? Chuyện cứ hỏi của con mà. Tại sao con lại dửng dưng như vậy chứ? Đó không phải là chuyện cưới hỏi của con, mà là cưới dâu cho mẹ. Con nói vậy là sao? Nếu như cô dâu không phải là Thiên Ý, là một người khác, thì có cái cảnh mẹ ngồi chọn từng tấm vải để may áo cưới, chọn từng món trang sức không? Con nói gì kỳ vậy? Mẹ lo cho con như vậy mà bây giờ con còn trách mẹ nữa hả? Thật lòng con không muốn cái đám cưới này diễn ra bao giờ. Từ bao giờ con trở thành một người đàn ông vô trách nhiệm như vậy? Mẹ, con cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Làm sao con vui khi cưới người con không yêu? Còn người con yêu thì không đến được với nhau. Nhưng mà mẹ cứ yên tâm, con sẽ không đi đâu hết. Con sẽ đánh đổi hạnh phúc của mình bằng cái thể diện của mẹ. Vậy là mẹ vừa làm chứ gì? Nè, mẹ chưa nói chuyện hết với con mà. Thôi, alo. Dạ, con nghe nè bà. Đi theo canh chừng cậu Khôi cho tôi. Yeah. Ủa, con chưa đi gặp ông Khôi nữa hả? Ông Khôi có nhà đâu gặp. Sao con biết? Chuyện đó chuyện của tôi gì hỏi nhiều quá. Ngày tàn của mày sắp tới rồi. Để coi mày còn lớn giọng với tao được bao lâu. Thời gian này á, bà bác của con đang rất là vui vẻ vì thằng Khôi nó chịu về bên con Thiên Ý. Con ơi, con phải làm cái gì để cho cái gia đình bên đó nó rối lên chứ con? Trời ơi, mọi việc là phải từ từ. Đã thành công bước một là đẩy thằng Khôi về phía Thiên Ý rồi. Con quên con Ngân rồi hả? Làm sao mà quên được. Đó là bước hai. Nhưng mà con biết không, thằng Khôi nó đang buồn vì nó không đến được với con Ngân. Còn bác con thì lại đang vui. Con phải giúp cho thằng Khôi nó vui thì cái gia đình nó mới rối lên được. Sao dì nóng vậy? Dì đã quên dặn tôi như thế nào rồi hả? Mọi việc là phải từ từ, từng bước một thì mới có thể thành công được. Đó là bước hai. Bây giờ tôi sẽ đưa thằng Khôi về gặp con Ngân đấy. Hồng Anh nè, em ơi, thêm bia. Đưa vô đây. Ngồi xuống. Bây giờ anh ở đây,
Anh muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Yêu đương cái kiểu anh á, đúng là hèn nhát mà. Hai người lo cho ổng đi. Ê, ông kia, ê, chú. Ôi trời ơi, ủa sao bỏ ở đây vậy? Chú, bây giờ sao? Sao tôi biết được? Ủa trời, mấy ông này khủng hay sao vậy? Nhậu cho cố vô rồi ông kia bỏ ông này ở đây cái đi về vậy? Ê, ngon. Ê, nhìn vậy tôi có thể khẳng định luôn á. Hả? Bây giờ là soái ca cỡ nào nha, mà nếu điên như Tình á, lịch lãm cũng biến thành nhảm hết á. Cái bà này giờ còn đứng đó nói nhảm nữa. Nhảm thiệt mà. Thôi đi, bây giờ tính sao nè? Ủa chuyện ai người đó tính chứ sao tôi biết đường tôi tính được? Sao tôi biết? Ngủ đây với ổng đi. Ê, khiêng ổng. Ai biết vợ hai đứa mình sao khiêng ổng vô được? Thì tôi mới hỏi ý bà là giờ sao nè. Ráng khiêng vô chứ sao? Trời ơi, làm sao mà khiêng nổi? Một khiên vô hai ngủ đây với ổng trời như nào? Không được, suy nghĩ đi. Thì chuyện này ai gây ra thì người đó chịu đi. Tôi đâu có gây ra đâu. Nhưng mà bà có liên quan, bà chịu trách nhiệm đi, tôi không biết đâu. Ê nè, cầm. Trời ơi, bây giờ làm sao? Sao mình lại ở đây ta? Ủa? Chú tỉnh rồi hả? Sao tôi lại ở đây vậy? Chú uống miếng nước đi, cho khỏe. Cảm ơn cầm. Hôm qua chú xỉn đồng đội chú đưa chú tới đây đó. Đồng đội? Ông Lộc á, ông Lộc. Mắc gì vậy? Mắc gì mà say xỉn là cứ tới đây vậy? Nhà này trở thành cái nhà trọ rồi ha. Tôi xin lỗi cầm. Tôi chỉ sợ là tôi say quá, nói năng bậy bạ làm ngân giận thôi. Nói bậy bạ thì không có nói bậy bạ, cũng không có làm gì hết trơn á. Nhưng mà chú có nghĩ là mô mốt xỉn á, đừng nên tới đây nữa không? Nó kỳ lắm luôn á. Chắc là cũng không còn cơ hội để tới đây nữa. Ờ thì cũng đúng rồi. Chú với cô Thiên Ý đó sắp đính hôn với nhau rồi. Thì giờ chú nên toàn tâm toàn ý cho cổ đi, để cổ đừng có phiền lòng mà Ngân cũng có thể quên chú. Chú cứ càm ràm giữa hai người hoài vậy. Ông Ngân nó cũng có đường đi riêng của nó rồi. Chú nên ủng hộ nó, đừng quan tâm tới cuộc sống của nó nữa. Ủa chú cũng muốn nó hạnh phúc mà đúng không? Tôi biết rồi. Giờ chú về thành phố luôn hả? Tôi đi tìm Ngân. Ủa nãy giờ tôi nói vậy mà chú vẫn đi tìm Ngân? Chỉ là muốn chào Ngân một tiếng. Chú đã nói với con là chú sẽ không bao giờ tới đây nữa. Mà sao chú thất hứa? Chú không cố ý. Vậy bây giờ chú đi về đi. Chú tới đây muốn nói với con một chuyện. Chuyện gì cũng đâu còn quan trọng nữa. Chú xin lỗi con. Vì chú không bảo vệ được con, không bảo vệ được tình cảm này. Chuyện cũng qua rồi,
chứ đừng có nhắc lại nữa. Thiên Ý thật lòng yêu chú. Từ bây giờ về sau á, chú hãy đối xử tốt với chị ấy.